Chào mừng các em đến kênh Hà Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy xin giảng các em là bài tập trong sách bài tập toán lớp 7 sức nói chứa khớp của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng có thể đến các quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hà Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 1 tập hợp các số hữu tỉ. Trước hết mình sẽ ôn lại những kiến thức cần nhớ. Số 1 số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số a phần b. Với ab sẽ hữu tập hợp các số nguyên, b sẽ khác không. Tập hợp số hữu tỉ được ký hiệu là quy. Số hợp phân đã biết số nguyên hỗn số đều là các số hữu tỉ. Như vậy là các số hữu tỉ sẽ bao gồm các số hợp phân, số nguyên và hỗn số, cả số tự nhiên luôn, đúng không? Số 2 là mỗi số hữu tỉ đều được biểu diễn bởi một điểm trên trục số. Hai số hữu tỉ bất kỳ luôn so sánh được với nhau. Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ A bằng cách viết chúng dưới dạng phân số và so sánh hai phân số đó. Hoặc là các em sẽ viết dưới dạng là số hợp phân cũng được. Số hữu tỉ dương là số hữu tỉ lớn hơn không, số hữu tỉ âm là số hữu tỉ nhỏ hơn không, số không không là số hữu tỉ âm cũng không phải là số hữu tỉ dương. Tiếp theo mình sẽ có tính chất bắt cầu cho ba số hữu tỉ a, b, c. Nếu mình có a nhỏ hơn b và b nhỏ hơn c thì mình kết luận ngay là a sẽ nhỏ hơn c. Đó là tính chất bắt cầu. Số 4 trên trục số a nhỏ hơn b thì điểm a sẽ nằm trước b. Đúng này. Nếu trục số nằm ngang thì nếu a nhỏ hơn b, a sẽ đứng trước, có nghĩa là sẽ nằm bên trái. Còn nếu trục thẳng đứng thì a nhỏ b, a sẽ nằm phía dưới điểm b. Tiếp theo mình sẽ cần các kỹ năng toán giải toán như sau. Khi so sánh hai số hữu tỉ và cách so sánh bằng cách đưa về phân số cùng mẫu số, thì tùy vào từng trường hợp cụ thể ta có thể đưa về cùng tử cũng được, hoặc là không qua một số hữu tỉ trung gian, có nghĩa là sử dụng tính chất bắt cầu. Để biểu diễn một vài số hữu tỉ trên trục số, ta thường biểu diễn các số hữu tỉ dưới dạng phân số tối giản. Mình sẽ quy đồng mẫu số để tìm mẫu số chung, sau đó chọn cách chia đoạn thẳng đơn vị thành các phần bằng nhau có số phần bằng mẫu số chung đó nha. Tiếp theo mình sẽ đến ví dụ một, so sánh các hệ số hữu tỉ. Con a là âm 2 12 phần 17 và âm 5 phần 7. Thì mình thấy là hai phân số này mẫu số khác nhau, tử số cũng khác nhau nên mình sẽ quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là tích của 17 nhân 7. Như vậy là ta có âm 12 phần 17 mình sẽ nhân tử qua 1 cho 7. Được là âm 84 phần 119. Còn âm 5 phần 7 mình sẽ nhân tử qua 1 cho 17. Thì được là âm 85 phần 119. Như vậy là hai phân số này có cùng mẫu số thì mình thấy là tử là nhỏ thì mẫu phân số đó sẽ nhỏ hơn. Thì rõ ràng là ta âm 84 sẽ lớn hơn âm 85. Có nghĩa là âm 12 phần 17 sẽ lớn hơn âm 5 phần 7. Đúng không? Vì âm 84 sẽ nhỏ hơn âm 84 sẽ lớn hơn âm 85 nên có nghĩa là mình kết luận là âm 12 phần 17 sẽ lớn hơn âm 5 phần 7. Còn câu B so sánh thì đây là một phân số dương một phân số âm thì chắc chắn là số dương phải lớn hơn số âm. Ta nhận thấy là số này số dương sẽ lớn hơn không, số này số âm sẽ nhỏ hơn không nên kết luận là số dương sẽ lớn hơn số âm. Tiếp theo là câu C thì đây là phần hai phân số có một số khác nhau, tử số cũng khác nhau, nhưng mình thấy là 27 sẽ chia hết cho 9, 27 chia 9 cho 3 sẽ bằng 3. Như mình sẽ quy đồng cho hai cái tử số giống nhau. Như mình thấy là 27 sẽ bằng 9 nhân 3. Như giờ 9 phần 71 mình sẽ nhân tử qua 1 cho 3 để cùng tử mình so sánh cũng được nha. Đúng này. Nếu mà các em quy đồng mẫu số thì số rất lớn nha. Ở đây các em sẽ cho hai tử bằng nhau cũng được. Mình so sánh nó dễ hơn. Như giờ câu C nhận thấy 27 sẽ bằng 9 nhân 3. Nên ta sẽ đưa hai phân số so cần so sánh về cùng tử. 9 phần 71 mình sẽ nhân tử qua 1 cho 3 được 27 phần 213. Như vậy là khi so sánh hai phân số cùng tử số thì mẫu lớn thì phân số sẽ nhỏ hơn. Mình thấy là 213 sẽ lớn hơn 211. Đúng này. Hai cái số này đều lớn hơn không. Nên mình kết luận là tử lớn thì phân số sẽ nhỏ. Như vậy có nghĩa là 27 phần 213 sẽ nhỏ hơn 27 phần 111. Do đó, cái 27 phần 213 chính là 9 phần 71. Do đó, 9 phần 71 sẽ nhỏ hơn 27 phần 211. Giờ các em sẽ quan sát cách người ta giải bài toán để sau này mình sẽ làm bài tập tương tự nha.
Tiếp theo mình xem ví dụ 2, biểu diễn các số hữu tỉ 1 phần 3, 3 phần 4 và 1 phần 6 trên cột chục số. Như vậy, khi mà cần biểu diễn các phân số, các số tí, các số hữu tỉ dạng phân số thì mình sẽ đưa về cột một số hết. Giờ sau đó mình sẽ biểu diễn. Được này. Để biểu diễn các số hữu tỉ trên cùng một chục số ta hết, trước hết ta quy đồng mẫu số các hữu tỉ đã cho. Trước hết mình sẽ tìm bộ chung nhỏ nhất của 3, 4, 6, 9 là 12. 12 sẽ chia hết cho 3, 4, 6. Như vậy 1 phần 3 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 4 được 4 phần 12. 3 phần 4 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3 được 9 phần 12. Âm 1 phần 6 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 2 được là âm 2 phần 12. Như vậy lúc này ta chia đoạn khẳng đơn vị thành 12 phần bằng nhau. Có nghĩa từ 0 tới 1 mình sẽ chia làm 12 phần bằng nhau. Thì mỗi vạch cách nhau sẽ là 1 phần 12. Như vậy là 1 phần 3 chính là 4 phần 12. Như vậy từ 0 mình sẽ lấy 4 đợt. Đi qua 4 mình sẽ lấy 4 đoạn 1, 2, 3, 4. Như vị trí này sẽ là 4 phần 12, chính là 1 phần 3. Tiếp theo là 9 phần 12, có nghĩa từ 0 mình sẽ đi qua 9, 9 đoạn, mình sẽ lấy 9 đoạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như ở đây 9 phần 12, 9 phần 12 chính là 3 phần 4. Còn đây là âm 2 phần 12, từ 0 đi qua 2 đoạn, 1, 2, đi qua trái sẽ là số âm. Như ở đây sẽ là âm 2 phần 12, chính là âm 1 phần 6, đúng không? Đó là cách mình biểu diễn các số hữu tỉ trên cùng một chục số nha. Có nghĩa là mình sẽ quy đồng một số do chia đơn vị cũ thành đơn vị mới. Mình thấy là một số là 12, có nghĩa là từ 0 tới 1 mình sẽ chia làm 12 đoạn bằng nhau. Giờ sau đó mình sẽ lấy những cái số tương ứng ra được. Giờ các em sẽ quan sát cách người ta dạy để sau đó mình sẽ làm bài tập tương tự nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần bài tập. Câu 1.1 trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? Giờ mình sẽ làm câu số 1 luôn. Chứ mình thấy là câu E đúng hay sai. Số hữu tỉ âm sẽ nhỏ hơn số hữu tỉ dương. Câu này chắc chắn là đúng. Mình nhớ là số âm luôn luôn nhỏ hơn số dương. Như câu E sẽ là câu đúng. Đúng này. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B, số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên. Mình nhớ là số tự nhiên chính là số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Thì số hữu tỉ âm luôn luôn nhỏ hơn số tự nhiên là câu đúng. Đúng không? Số hữu tỉ âm sẽ nhỏ hơn số 0. Mà số tự nhiên thì số nhỏ nhất trong các số tự nhiên sẽ là số 0. Như vậy câu B cũng là câu đúng. Giờ câu C, số 0 là số hữu tỉ dương. Đây là câu sai. Mình nhớ là số 0 không phải là số hữu tỉ dương, cũng không phải là số hữu tỉ âm. Như vậy đây là câu sai. Được này. Tiếp theo là câu này. Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm. Mình nhớ là số nguyên âm thì mình có thể viết dưới dạng phân số, ví dụ như âm 2 thì mình có thể viết thành âm 2 phần 1. Như vậy số nguyên âm cũng là số hữu tỉ âm. Đúng này. Như vậy đâu người ta để không phải như vậy là người ta đã để sai. Cuối cùng sẽ là câu này. Tập hợp quy gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm. Mình nhớ là tập hợp quy sẽ gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm và số 0 luôn. Mới đúng. Như ở đây người ta để khiếu. Mà khiếu có nghĩa là sai. Như đây là câu sai. Đúng không? Như là mình xong câu 1.1 nha. Giờ 1.1 các em hiểu bài, thì các em sẽ bấm hết video để biết là các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu 1.2, điền ký hiệu khột, không khột, khích hợp vào ô vuông. Giờ mình sẽ làm câu 1.2. Như vậy là âm 7. Âm 7 có phải là tập hợp các số tự nhiên không? Mình nhớ là n là tập hợp các số tự nhiên. Mà số tự nhiên là các số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Số tự nhiên gồm có số 0 và số nguyên dương, không có số nguyên âm. Như ở đây mình sẽ để là không khột. Đúng không? Tiếp theo là âm 7 có hộ tập hợp các số nguyên không?
thì âm 7 chính là một số nguyên âm. Như vậy đây mình sẽ để là khổ. Âm 7 sẽ hội tập hợp các số nguyên, vì nó là một cái số nguyên nguyên âm. Đúng này. Tiếp theo là âm 7 có hội tập hợp các số hữu tỉ hay không? Thì đây là một cái số nguyên âm thì cũng chính là một số hữu tỉ thôi. Như ở đây cũng là khổ, đúng này. Đây mình sẽ để là khổ. Tiếp theo là âm 3 phần 5. Âm 3 phần 5 có phải hội tập hợp các số nguyên hay không? Khi âm 3 phần 5 là một phân số. Phân số thì không phải là số nguyên vậy. Đúng không? Vậy ở đây mình sẽ để là không khổ. Như vậy ở đây mình sẽ để là âm 3 phần 5. Là không khổ. Các tập hợp các số nguyên. Đúng không? Còn âm 3 phần 5 có tập hợp các số hữu tỉ hay không? Thì âm 3 phần 5 là một phân số. Thì phân số chính là một số hữu tỉ. Như ở đây mình sẽ để là khổ. Đúng này. Như là mình xong câu 1.2 nhé. Giờ 1.2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm khớp video thầy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu 1.1.3. Câu 1.3 người ta kêu mình nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được một khẳng định, đúng. Giờ bây giờ mình sẽ nối. Câu A là 0 phần âm 8. Thì 0 phần âm 8 có nghĩa là 0 chia âm 8. 0 chia âm 8 thì cũng bằng 0 thôi, đúng không? Như vậy là số 0 thì mình nhớ là số 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không phải là số hữu tỉ âm. Như mình thấy là chọn cái câu này chính là câu số 3. Không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương. Giờ như mình sẽ nối lại như sau. Mình sẽ nối câu E với lại câu số 3. Đúng này. Hoặc là các em sẽ trả lời cũng được, trả lời dưới đây. Là câu A mình sẽ nói với là số 7, đúng này. Tiếp theo là câu B âm 7 phần âm 5. Như vậy là âm 7 phần âm 5 thì có nghĩa là mình thấy là trên dấu trừ, phía dưới dấu trừ, trừ chia trừ là cộng, mình sẽ bỏ hết dấu trừ. Như đây là một số dương, như vậy đây là một số 1 tỉ dương. Như câu B mình sẽ nói với số 2, đúng này. Đúng rồi. Câu B mình sẽ nói với số 2. Đúng rồi. Tiếp theo là câu C âm 2 bằng 9. Thì mình thấy là trên dấu trừ dưới không có dấu, như đây chính là một số hữu tỉ âm. Đúng rồi. Nhưng mình sẽ nói số này với là số hữu tỉ âm. Có nghĩa là C mình sẽ nói với 1. Đúng rồi. Và cuối cùng là câu D 5 phần 0. Như vậy nên mình nhớ là 5 phần 0 là một, đây là một số không xác định nha. Mình nhớ là không có một phân số, không có phân số nào một số là không được. Như đây là không phải là một phân số. Đúng không? Đây là một số không xác định, không phải là phân số. Như câu D chính là không phải là một số hữu tỉ nha. Đúng không? Như vậy mình sẽ nói câu D với là câu số 4. Đúng không? Như vậy là câu C sẽ nối với câu số 1. Cuối cùng thì câu D sẽ nối với câu số 4. Đúng này. Như vậy là mình xong câu 1.3 nhé. Giờ 1.3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video thầy biết các em hiểu bài.
Tiếp theo mình sẽ qua tiết câu 1.4. 1.4 thì người ta kêu mình so sánh các số hữu tỉ. Mình sẽ làm câu A trước. Như vậy câu A thì mình thấy đây là một số có dấu trừ, chắc chắn là số hữu tỉ âm. Đây là số hữu tỉ dương. Thì số hữu tỉ âm chắc chắn phải nhỏ hơn số hữu tỉ dương. Đúng này. Như vậy ta có. Như vậy số âm sẽ nhỏ hơn số 0. Mình sẽ sử dụng tính giá bắt cầu để mình làm câu này. Ta có âm 57 phần 2021. Mình thấy là đây là một số tỉ âm sẽ nhỏ hơn số 0. Và mình có là số này sẽ lớn hơn 0. Một và 6.345 sẽ lớn hơn 0. Nên mình kết luận là số này, đúng này, số này nhỏ không mà số này lớn không. Hoặc là các em sẽ để ngược lại là số 0. Số 0 sẽ nhỏ hơn số này cũng được. Đúng. Thì lúc này mình sử dụng tính giá bắt cầu thì mình kết luận là số này sẽ nhỏ hơn số này. Nên âm 57 phần 2021 sẽ nhỏ hơn 1 phần 6.345. Đúng này. Đó là tính chất bắt cầu. Tiếp theo mình sẽ qua tiết câu B. Câu B là âm 19 phần 35 và âm 13 phần 21. Thì mình thấy đây là hai phân số có mẫu số khác nhau, tử số cũng khác nhau, đều là số âm hết. Như vậy là các em có thể là quy đồng mẫu số, đúng này. Như vậy trước hết mình sẽ đi tìm mẫu chung nhỏ nhất của 35 và 21 sẽ bằng bao nhiêu. Thì mình mới quy đồng mẫu số được, đúng này. Trước hết mình sẽ đi tìm mẫu chung nhỏ nhất, mẫu chung nhỏ nhất của 35 và 21. Các em nhớ cách tìm mẫu chung nhỏ nhất không? Muốn tìm mẫu chung nhỏ nhất thì mình phải đi phân tích giả thừa số nguyên tố. Mình thấy là 35 sẽ bằng 5 nhân 7, đúng không? Còn 21 sẽ bằng 3 nhân 7. Như vậy lúc này mẫu chung nhỏ nhất thì mình thấy là có số 3, số 5, số 7. Số 7 giống nhau, mình lấy một số 7 thôi. Như mẫu chung nhỏ nhất là 3 nhân 5 nhân 7. 3 nhân 5 nhân 7 sẽ bằng bao nhiêu? 3 nhân 5 là 35, nhân 7 sẽ bằng là 105. Như mẫu chung nhỏ nhất là 105. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ quy đồng mẫu số. Ta có. Như vậy là âm 19 phần 35 mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 3. Đúng không? Để mẫu số thành 105. Âm 19 phần 35 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3. Như là âm 19 mà nhân cho 3 thì bằng âm 57. 35 mà nhân cho 3 thì bằng 105. Đúng này. Tiếp theo thì mình thấy là mình sẽ lấy 105 chia 21 thì được là 5. Như âm 13 phần 24 mình sẽ nhân tử qua 1 cho 5. Âm 13 phần 24 mình sẽ nhân tử qua 1 cho 5. Âm 13 mà nhân cho 5 thì được là âm 65. 21 nhân 5 thì bằng 105. Đúng này. Như vậy là mình so sánh hai phân số cùng mẫu số thì mình thấy là âm 57 sẽ lớn hơn. Nên mình kết luận là này sẽ lớn hơn cái này, đúng này. Giờ vậy âm 57 sẽ lớn hơn âm 65. Nên mình kết luận là
phần số này sẽ nhỏ hơn phần số này sẽ lớn hơn phần số này. Em 57 phần trăm linh năm sẽ lớn hơn phần số em 65 phần trăm linh năm. Vậy mình kết luận là như vậy cái này số này chính là âm 19 phần 35. Như vậy có nghĩa là âm 19 phần 35 sẽ lớn hơn âm 13 phần 21. Đúng rồi. Như vậy mình xong câu B, mình sẽ qua tiếp câu C. Tiếp theo câu C thì mình sẽ có là 6 phần 73 và 9 phần 82. Như là mình thấy là hai phân số này sẽ có mẫu số khác nhau, tử số khác nhau. Các em có thể đi quy đồng mẫu số hoặc là quy đồng sao cho tử số bằng nhau cũng được. Ở trong trường hợp này mình thấy là mình sẽ biến thành tử số giống nhau khi mình so sánh nó sẽ dễ hơn. Vì sao? Vì 9 và 6 khi mình thấy mẫu số chung chính là 18. À, tử số giống nhau chính là số 18, đúng không? Như vậy là mình sẽ quy đồng sao cho tử số giống nhau thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu mà quy đồng mẫu số giống nhau thì nó sẽ khó hơn. Như vậy các em sẽ có hai cách giải nha. Các em muốn giải cách nào cũng được. Ở đây thầy sẽ giải cách biến đổi sao cho tử số giống nhau. Vì số nó sẽ dễ nhận hơn, đúng không? Như vậy ta coi. Như mình thấy là tử số giống nhau sẽ là 18. 18 chia 6 được 3. Như 6 phần 73 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 3 nha. 6 phần 73. Ở đây mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 3. 6 nhân 3. Mẫu số là 73 nhân 3. Như 6 nhân 3 thì bằng 18, đúng không? Còn 73 nhân 3 thì bằng bao nhiêu? 219. Đúng rồi. Tương tự khi 9 phần 82 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 2 để tử số là 18 luôn. 9 phần 82. Mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 2. 9 nhân 2 thì bằng 18. 82 nhân 2 thì bằng 164. Giờ như là khi hai phân số mà tử số giống nhau mình so sánh mẫu, mẫu lớn thì phân số sẽ nhỏ. Mình thấy là số này sẽ lớn hơn số này. Vậy 219 sẽ lớn hơn 164. Nên mình kết luận là mẫu lớn thì phân số nhỏ, có nghĩa phân số này sẽ nhỏ hơn phân số này. Có nghĩa là 18 phần 219 sẽ nhỏ hơn 18 phần 164. Vậy mình kết luận là giờ 18 phần 219 là 6 phần 73. 7. Giờ nhỏ hơn 18 phần 164 chính là 9 phần 82. Như vậy là 6 phần 72, 6 phần 73 sẽ nhỏ hơn 9 phần 82. Đúng này. Như là mình xong 1.4 nha. Giờ 1.4 các em hiểu bài, các em xong hết video, hãy biết các em hiểu bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu 1.5. 1.5 máy ảnh thường có nhiều tốc độ màn chập, tức là khoảng thời gian mà màn chập mở cửa. Tốc độ màn chập tính bằng giây, thường là 1 phần 125, 1 phần 15, 0,125, 1 phần 60, 0,004 và 1 phần 4. Hãy sắp xếp các tốc độ này từ nhanh nhất đến chậm nhất. Như vậy thời gian mà càng ngắn thì có nghĩa là càng nhanh, đúng không? Bây giờ mình sắp xếp các số này từ nhanh đến chậm, có nghĩa là từ nhỏ đến lớn, đúng không? Như vậy câu này các em sẽ làm như sao? Tốc độ chập nhanh nhất nghĩa là thời gian màn hình mở cửa là nhỏ nhất, đúng không? Bây giờ mình sẽ đi so sánh các con số với nhau. Giờ mình so sánh các số này với nhau. Như vậy để so sánh các số thì mình phải, một là các em chuyển về số học văn hết, hai là các em sẽ chuyển về phân số hết, đúng không? Giờ như vậy là ở đây mình sẽ chuyển về phân số hết, mình so sánh nha. Mình sẽ chuyển về phân số có tử số là một hết, mình so sánh là được, đúng không? Còn nếu mà các em quy đồng mẫu số thì số rất lớn, hoặc là chuyển về số học phân thì số nó cũng rất là trống. Ở đây trong trường hợp này mình sẽ chuyển về các phân số có tử số là một thì mình so sánh được liền. Như vậy mình những phân số mà có tử số là một giờ mình sẽ không biến đổi, bây giờ mình sẽ biến đổi những cái số mà chưa có tử số là một. Ta coi như là mình sẽ chuyển cái này thành phân số có tử số là một, 0,125, 0,125 có nghĩa là 125 và 1.000, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử và mẫu cho 125. Thì 100 chia 25 chia 125 bằng 1. 1.000 chia 125 thì bằng 8. Kết quả là 1 bằng 8. Giờ tiếp theo mình sẽ biến đổi cái số này thành một con số có tử số là 1 luôn. 0,004. Như vậy là 0,004 thì mình thấy là sau dấu phẩy ba chữ số thì chuyển thành phân số chính là 4 và 1.000. Sau đó mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử vào 1 cho 4. 4 chia 4 được 1. 1.000 chia 4 thì bằng 250. Giờ bây giờ mình sẽ so sánh các phân số có tử số là 1. Mình nhớ là phân số mà tử số giống nhau thì mẫu lớn phân số đó sẽ nhỏ hơn. Đúng không? Như vậy mà bây giờ mình so sánh các phân số có tử số là 1. Như mình sẽ có các phân số là 1 phần 125, 1 phần 15, 1 phần 60, 1 phần 4, 1 phần 8 và 1 phần 250. Thì rõ ràng là mẫu lớn nhất là 250, có nghĩa là phân số này sẽ bé nhất. Có nghĩa là 1 phần 250 sẽ bé nhất. Tiếp theo là phân số nè. Tiếp theo là phân số mẫu số là 125. 1 phần 125. Tiếp theo sẽ là phân số. Mẫu số sẽ là 60, đúng không? 1 phần 60. Tiếp theo sẽ là còn lại là 15, 8 và 4. Thì 15 sẽ nhỏ hơn. 1 phần 15. Tiếp theo là 1 phần 8, đúng không? Và cuối cùng sẽ là 1 phần 4. 1 phần 4, đúng không? Nên như
Như vậy là 1 phần 250 chính là 0,04. Đúng rồi. Như vậy có nghĩa là 0,04. 0,004 sẽ là nhỏ nhất. Còn 1 phần 25 thì cũng chính là 1 phần. Một phần 125, đúng này. Một phần 60. Một phần 60 thì cũng chính là một phần 60. Một phần 15 thì cũng chính là một phần 15. Còn 1 phần 8 thì 1 phần 8 chính là 0,125. Cuối cùng sẽ là 1 phần 4 thì 1 phần 4 cũng chính là 1 phần 4. Đúng nè. Giờ như mình sẽ kết luận nhé. Vậy như vậy là các tốc độ này từ nhanh nhất đến chậm nhất là thì chính là những số này, mình sẽ khai dấu nhỏ hơn bằng dấu dấu chấm phẩy là được. Giờ như là mình xong câu 1.5 nha. Giờ 1.5 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video thầy biết là các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Những câu còn lại thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem nha. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì hãy bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.